Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu khóa học quản trị mạng cơ bản ICBN tại trung tâm Athena. Khóa học quản trị mạng cơ bản ICBN là viết tắt của chữ Athena Certified Basic Network. Đây là khóa học nền tảng giúp cho các bạn có những kiến thức cơ sở về mạng, hiểu được các thiết bị về mạng, hiểu được các cái cơ chế nguyên lý làm sao các cái máy tính kết nối được với nhau. Và đây là cái khóa học nền tảng để giúp cho các bạn có kiến thức nền để học được những cái chương trình nâng cao như là quản trị mạng Cisco, quản trị mạng Linux, hoặc là học về hacker mũi trắng, AOH, v.v. Thì tham gia khóa học, tham gia hướng dẫn khóa học này thì gồm có những hướng dẫn viên. Thứ nhất là tôi và Tuấn Thắng, hay còn gọi là thầy Thắng Võ. Email của tôi là thangvo@athena.edu.vn. Là mục tiêu của khóa học giúp các bạn nắm vững được các thức về mạng, thức về cái khái niệm về TCP IP, hiểu được cái TCP IP là gì, con là TCP IP là cái ngôn ngữ cho các cái máy tính có thể là kết nối chia sẻ làm việc được với nhau. Thì cái ngôn ngữ này nó giống như là tôi nói chuyện với các bạn hiểu tôi thì chúng ta thì nói bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Nếu tôi nói chuyện với người nước ngoài, tôi sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Thì cái ngôn ngữ đó nó giúp cho chúng ta giao tiếp được với nhau. Thì trên máy tính cũng vậy, máy tính để mà giao tiếp được với nhau, chia sẻ được dữ liệu từ máy này qua máy khác, thì nó cũng có một cái ngôn ngữ. Cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ TCP/IP. Thì chúng ta cũng cần học về những cái kiến thức về TCP/IP để chúng ta nắm được vấn đề này. Thứ ba là nắm về những cái vấn đề về gọi điều hành, về cài đặt một cái hệ thống Windows đang chơi thế nào, triển khai cái máy ảnh ra sao. Rồi cái thứ tư là xây dựng những cái mô hình mạng. Các mô hình mạng nó có những mô hình nào, sơ đồ ra sao, thì chúng ta sẽ nắm được trong chương trình học này. Và tiếp theo nữa là những vấn đề về hệ thống. Hệ thống ở đây là giúp cho chúng ta biết được các thiết bị mạng, các thiết bị như là router, là switch, là hook, là cạc mạng, là dây cáp, là các thiết bị mạng wifi, và biết luôn được là những cái thành phần như là các cái máy chủ server hoặc là các cái hệ thống ảo hóa để mà triển khai cho những cái mạng ra sau. Và mục tiêu của khóa học này cũng chính là cái nền tảng kiến thức cho các bạn học nâng cao trên các môn như là quản trị mạng Shop, IC, MN, hacker mũi trắng, AOH, trung tâm Athena. Về đối tượng tham gia khóa học này thì hầu như tất cả các bạn nào yêu thích về quản trị mạng đều có thể học được. Những bạn là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc là các bạn đang tìm hiểu về công nghệ thông tin thì đây là một cái khóa học không thể bỏ qua. Nhưng nếu mà các bạn đang là nhân viên ngân hàng, nhân viên về tài chính, nhân viên về kế toán, nhân viên văn phòng, và nơi công tác của các bạn có một cái hệ thống mạng, và các bạn muốn làm sao tự mình quản trị được, tự mình có thể khắc phục được những sự cố, tự mình có thể là thiết kế hoặc là thêm bớt những thành phần của mạng, thì đây là khóa học có thể đáp ứng được cái yêu cầu của các bạn. Về phương pháp học thì Athena đang áp dụng phương pháp gọi là Athena Flipped Classroom AFC. Thì cái phương pháp này á có những cái đặc điểm như thế này. Nếu mà so với phương pháp truyền thống thì các bạn khi các bạn đến lớp thì giảng viên giảng, các bạn ngồi nghe, rồi sau đó các bạn làm bài tập. Thành ra đôi khi các bạn không có thời gian để mà các bạn có thể hiểu được hết tất cả các vấn đề của giảng viên truyền đạt. Thì đối với các phương pháp Athena Flipped Classroom AFC này thì giảng viên chúng tôi sẽ làm những video bài giảng trước như thế này. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn theo từng buổi học để các bạn có thể nghe trước, các bạn xem trước, các bạn có thể là nắm được các bài học trước thông qua quá trình nghe, quá trình xem. Rồi khi lên lớp các bạn sẽ gặp giảng viên trao đổi những vấn đề các bạn chưa rõ, hoặc là các giảng viên sẽ mở rộng thêm cho kiến thức cho các bạn. Và với cái phương pháp này các bạn có thể học mọi lúc, mọi nơi, học bất kỳ thời điểm nào,
các bạn chỉ cần kết nối vào hệ thống của Athena là các bạn có thể học mọi lúc mọi nơi và bất kỳ thời điểm nào. Và khi mà các bạn thắc mắc thì các bạn có thể là trao đổi, gửi email hoặc gọi điện thoại hoặc là chat Skype thì các giảng viên chúng tôi tiếp cận được các thắc mắc của bạn một thời gian ngắn ngày. Và khi giả sử khi các bạn làm bài tập trên máy của các bạn nó bị lỗi, các bạn chỉ cần chụp cái màn hình và các bạn gửi mail thì chúng tôi biết lỗi, chúng tôi biết được xác định lỗi trên máy tính của các bạn đang là gì, chúng tôi có thể kết nối để hướng dẫn cho các bạn.